Đi cho em dắt sữa bò với chị. Bắp nè tụi con ơi. Bắp không được tốt thôi. Đi đi lẹ lên nè. Nhanh 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 nhanh. Chừng ngứa ngang ra. Đây đây còn mấy trái trên cái hàng rào nè. Bầu quá. Hai trái bầu. Ba trái bầu mà chưa có con cua. Để luộc lên nấu canh ăn. Văng lên chắc cua. Đây khiêng vô. Đây mẹ thu hoạch được nhiêu đây nè mấy con ơi. Đi cho em dắt sữa bò với chị. Đây thu hoạch đã về. Rồi mày đi quay quay cảnh ác nghiệt sao mày quay. Hỏi mày đâu được làm diễn viên. TikToker Hương Hương. Đây là mẹ Hương. Đây mẹ Hương đây. Đây là mẹ Hương Hương của mình nè. Xin chào. Đúng rồi, nặng lắm á Hương. Đây chưa nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Giống nó bự lắm. Dịn trên. Ba dịn lên ba còn chưa xong. Hay quá. Mẹ hay chưa. Mẹ chơi hay chưa. Mẹ chơi. Mẹ chơi hay chưa trời. Trời nè đằng sau nó nè tụi mày ơi đi chưa hết đâu. Kìa, cá đang ăn kìa. Cá lồng tâm hả trời ơi. Đó nó ăn cá lồng tâm luôn hả ta? Ôi, cá coi, cá này đó nó luôn cá coi mà. Không, không phải cá coi đâu. Cá coi hả? Mẹ thấy cái gì vậy? Đi nhậm đâu quá đỡ đổi cá coi. À. Ta lên trên là ta đứng lên. Mát ghê luôn. Phải thấy lời ta nói đâu có sai đúng không? Thiện nàng đó. Hồi nãy mát hết sức kìa kìa, tha tha bao tay bao chân gì của ai đâu đó kìa. Bao tay của bao, của bao. Cái bao để đó. Kìa kìa, ra, ê ê ê. Ngứa nè, với cái hàng dưa này nè. Một cây hai cây con gì cũng được như này nè. Rồi xanh này không có phải không? Trơn này không có phải không? Ừ. Sọc sọc thì có phải không? Đúng rồi, sọc có cái đống luôn. Ồ, xin nè, rồi cảm ơn quá nè. Trời ơi, cái này hắt vô. Rau rác. Luộc lên, bầu luộc lên, trao, kho quẹt. Đi đâu cũng đi theo quá trơn à, thấy thương không? À. Ừ. Sao vậy? Cắm một chỗ đèn đó. Ừ. Cái ông xã ông càng đó, cái mình xuống mình càng. Đúng vậy luôn.
hả? Trời có giọng kìa. Trái này non nè. Trái này non nè. Vậy chứ 2-3 ngày là bự lên luôn á. Loại bầu này loại khác nữa, nó trồng nhiều loại bầu lắm nè. Được không? Nè. Ăn không? Ăn không? Đâu cà na đâu? Ồ, trái cà na đó hả? Nhỏ nhỏ vậy đó hả? Đừng hứa nha Trinh. Ồ, cà na Thái. Cà na Thái nè mấy con ơi. Dập muối chua ngọt cho dâu bầu nghe em đi. Chín luôn vậy là được hả đồng hả? Vậy là vừa lứa. Này là cà na nha, cà na Thái. Thử phân ngọt gì này à? Ngọt hơn là gì không? Thử ngọt hơn cà na mình không? Chưa cho hái chứ có thôi, dâu cũng hết rồi. Ủa vậy hả? Bữa hổm là hái được. Bây giờ cắn ăn được hả? Không. Hái được. Được. Nó chát. Rồi còn cây nào nữa không? Cây nằm đặt. Nghe nè, của ông Hà nó làm bán á. Anh ơi, nó còn non. Còn non hả? Ai biết đâu gì nàng kêu hái. Vậy hả? Cả cha đi. Ờ mà cái này nhỏ còn non. Quên, không biết. Nửa tháng